Xin giới thiệu đến các bạn 10 loại giống cỏ chăn nuôi bò mới nhất hiện nay được nhiều người ưa chuộng áp dụng vào mô hình chăn nuôi bò. Đầu tiên chúng ta có thể thấy đây là loại cỏ sữa NLT01. Đây là loại giống cỏ chăn nuôi mới được nhiều người ưa chuộng. Lá của nó rất lớn và nó phát triển theo dạng bụi và cho năng suất rất là cao. Loại cỏ này có thể sống trong nhiều điều kiện khí hậu khác nhau, phù hợp với toàn quốc. Loài này mình chỉ trồng bằng thân giống như là cây mía các bạn nhé. Lá của nó rất lớn, thường gọi là cỏ siêu lá lớn. Loại giống cỏ thứ hai đạt năng suất rất cao và chúng ta không thể thiếu đó là giống cỏ VA06 hoặc là cỏ vôi xanh Đài Lan. Đây là loại giống cỏ chăn nuôi đạt năng suất cao, rất nhiều người ưa chuộng và rất phù hợp với mô hình chăn nuôi bò. Tại vì nó cho một lượng thức ăn thô xanh rất là lớn, chúng ta nên trồng loại này để áp dụng vào mô hình chăn nuôi bò để giải quyết nhu cầu khâu thức ăn đầu tiên. Loại cỏ này chúng ta cũng chỉ nhân giống bằng thân, tại vì nó không có hạt giống, nó là dòng vô tính, mình trồng như cây mía cả nhà nhé. Loại cỏ thứ ba đó là giống cỏ voi xanh Đài Loan không lông. Đây là giống cỏ giống như là cỏ VA06 và cỏ voi xanh Thái Lan. Nhưng mà ưu điểm của loài cỏ này thì thân không có lông, nên là vật nuôi rất thích ăn. Và ưu điểm nhất thì nó không có lông nên là mình thu hoạch cũng không bị sót. Và năng suất của nó cũng cao giống như là cỏ VA06 và cỏ vôi xanh Đài Lan. Loài cỏ này thì đang được nhiều người ưa chuộng và trồng nhân giống nhiều. Và chúng ta cũng chỉ trồng bằng thân giống như là cây mía cả nhà nhé, nó không có hạt giống nhé. Loại cỏ thứ tư là cỏ Guinea, thường gọi là cỏ xà lá lớn. Đây là loại giống cỏ được trồng bằng hạt, hoặc là chúng ta có thể nhân giống bằng cách là tách gốc của nó ra trồng được. Loại cỏ này đang đạt tốc độ phát triển nhanh nhất trong tất cả các loại giống cỏ hiện nay, thì một tháng có thể cho chúng ta thu hoạch một lần, hoặc độ ẩm tốt thì 20 ngày thu hoạch một lần. Loại này thân không có lông nên là phù hợp rất nhiều loại vật nuôi khác nhau, ví dụ như là trâu bò, dê cừu, gươm nai, thỏ hay là lợn rừng, cá trắm đều ăn được cả nhà nhé. Loại cỏ thứ tư đó là giống cỏ Mulatto 2. Đây là loại giống cỏ chăn nuôi đạt năng suất cao, chất dinh dưỡng của nó còn cao hơn cỏ xà lá lớn, cỏ Guinea. Ưu điểm của nó thì chịu được khí hậu ở mùa lạnh nên là chúng ta có thể trồng nhiều vị trí khác nhau và nó phù hợp với nhiều loại vật nuôi khác nhau. Và chủ đạo nhất thì chúng ta dành cho các gia súc, ví dụ như là trâu bò. Giống cỏ này thì cho lượng tiết sữa rất cao, nên vậy chúng ta nên trồng để thay đổi khẩu vị thức ăn thường xuyên cho bò. Loại giống cỏ thứ 5 đó là giống cỏ Sudan Lai. Đây là giống cỏ giống như là cây ngô, người ta thường gọi là cỏ ngô. Thân và lá của cỏ rất là mềm nên là các loại vật nuôi rất thích ăn. Và ưu điểm của nó là thân không có lông và tốc độ phát triển rất nhanh và chứa nhiều chất dinh dưỡng, nên là phù hợp với các mô hình chăn nuôi. Và đặc biệt nhất là chăn nuôi bò thì cho chúng ta một loại thức ăn nó có chứa nhiều chất dinh dưỡng và tiết sữa rất là nhiều, nên là chúng ta nên trồng giống cỏ thuộc dòng cao lương các bạn nhé. Là lá của nó giống như là cây ngô. Loại giống cỏ thứ 6 đó là giống cỏ Patpalung. Loại giống cỏ này có ưu điểm là chịu được ngập úng và chúng ta có thể tận dụng các vị trí đất ruộng khác nhau. Những nơi mà đất bị bỏ hoang thì chúng ta có thể là tận dụng để trồng cỏ để chăn nuôi bò. Và loại giống cỏ này thì phát triển rất là nhanh và đạt năng suất cao. Và chúng ta trồng ở ruộng một mùa khô một mùa nước. Và sau khi bị ngập úng thì cỏ sẽ không bị chết và vẫn phát triển bình thường cả nhà nhé. Loại giống cỏ thứ 7 là giống cỏ Ruji, được công ty TH Review người ta trồng nhiều. Loại giống cỏ này thì chúng ta có thể là trồng đại trà để thu hoạch một lần cho nó ăn, hoặc là chúng ta có thể là làm bẫy chăn thá chăn nuôi trâu bò trực tiếp. Loài cỏ này chất dinh dưỡng của nó rất cao nên là nó phù hợp với nhiều loài vật nuôi khác nhau, đặc biệt nhất là chăn nuôi bò thì nó cho lượng tiết sữa rất là nhiều, nên là công ty TH người ta trồng nhiều để chăn nuôi bò sữa cả nhà nhé. Loài giống cỏ thứ 8 là giống cỏ voi tím. Đây là loài giống cỏ chăn nuôi đạt năng suất cao, thân có chứa nhiều chất dinh dưỡng và chúng ta có thể là thấy màu sắc của cỏ rất là đẹp. Chúng ta có thể là trồng làm thức ăn chăn nuôi và trồng làm cảnh rất là đẹp trong mô hình chăn nuôi của mình. Loài cỏ voi tím này thì chúng ta chỉ nhân giống bằng thân giống như là cây mía, cũng giống như là các loài cỏ voi khác, và năng suất của nó cũng giống như là các loài giống cỏ voi khác cả nhà nhé. Và loài thứ 9
thì chúng ta không kể đến giống cỏ mà chúng ta kể đến giống ngô. Đây là loại giống ngô sinh khối. Ngô sinh khối là loại giống ngô mà chúng ta chỉ trồng để lấy lá và lấy thân để làm thức ăn thô xanh để chăn nuôi. Nên là năng suất thân và lá của nó đạt rất cao, để cho chúng ta là một nguồn thức ăn thô xanh rất là lớn. Nên là chúng ta làm mô hình chăn nuôi thì chúng ta nên tìm hiểu loại giống ngô này và chúng ta nên trồng loại giống ngô này. Và giống cỏ thứ 10 đó là giống cỏ vây lùn. Đây là loại giống cỏ chăn nuôi rất non mềm và có chứa nhiều chất dinh dưỡng. Chúng ta có thể là trồng để chăn nuôi bò. Trong một mô hình chăn nuôi thì chúng ta nên trồng nhiều loại giống cỏ chăn nuôi thì càng tốt, để thay đổi khẩu vị thức ăn thường xuyên cho vật nuôi. Mỗi loại giống cỏ chăn nuôi thì nó có một chất dinh dưỡng khác nhau, nên là chúng ta trồng càng nhiều càng tốt và càng thay đổi khẩu phần thức ăn, khẩu vị cho vật nuôi. Vật nuôi ăn thì nó sẽ không bị rắt miệng, và bên cạnh đó thì nó sẽ được cung cấp nhiều chất dinh dưỡng khác nhau. Trên đây là những tư vấn cho tất cả các bạn về các loại giống cỏ chăn nuôi bò tốt nhất hiện nay. Để biết thêm thông tin chi tiết thì các bạn có thể là bình luận dưới video này hoặc liên hệ theo số điện thoại tại phần mô tả để chúng tôi tư vấn. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đoạn video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở một số nội dung video sau.